thưa quý vị, trước kỳ thi thì tâm trạng lúc nào cũng bồi hồi lo lắng cả, và truyền hình của Việt Nam của chúng tôi rất là may mắn thì cũng đã có cơ hội để mà tiếp cận các em thí sinh trước kỳ thi này và cũng đã ghi nhận lại được một vài cảm xúc của các em trước khi bước vào phòng thi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Thì mình xin chúc các sĩ tử 2005 cứ vững vàng, tự tin để bước vào phòng thi. Nếu những bạn nào mà 9.25 trở lên là mình sẽ có một cái món quà rất là giá trị cho các bạn đó. Cả năm học thì tới bây giờ là lúc để chúng ta gặt hái thành công và sẽ đậu được cái nguyện vọng mà mình mong muốn. Chúc cho lớp chủ nhiệm của mình 12A5 của trường Trung học phổ thông Bình sẽ đạt được điểm cao và các em sẽ vào những cái trường đại học mà em đã mơ ước. Mấy bạn ơi, đây là cuộc thi cuối cùng kết thúc 12 năm liền sách rồi, nên là các bạn cố lên nha. Mình chúc mấy bạn thi tốt và đạt được những điều các bạn mong muốn trong tương lai. Môi đẹp! Rất cảm xúc đúng không quý vị? Và đối với những bạn nào mà vẫn đang trên ghế nhà trường thì những thước phim vừa rồi chắc hẳn sẽ là một động lực để các bạn nỗ lực học tập và có cho mình những thành tựu rất là xứng đáng cho 12 năm đèn sách của các bạn. Còn đối với những ai mà đã ra trường rất là nhiều năm như chúng tôi ở đây, xem lại cũng cảm thấy bồi hồi theo các bạn.